người đã quay trở lại với kênh Alan Game Mimi. Ok. Ok, thì mình cố gắng bắt chước với mấy bạn YouTube khác để có một giọng dễ thương cho bạn nghe. Nhưng mà mình cũng có tuổi các bạn ơi, cho nên là mình sẽ sử dụng giọng thật nha mọi người. Nếu như mọi người thích cái giọng trước thì mọi người có thể comment cho mình biết. Nếu như bạn thích và được nhiều sự ủng hộ của bạn thì mình sẽ xài cái giọng đó. Còn không thì mình sẽ xài cái giọng như bình thường của mình thôi nha. Ok, thì vừa rồi thì mình bận khá là nhiều việc vì mình cùng phải hỗ trợ thành viên của Hero Team để tổ chức một cái fan meeting của Hero Team cực kỳ hoành tráng luôn, đúng không nào? Các bạn nào mà đã có mặt tại buổi fan meeting ngày hôm đó thì các bạn phải thấy là tất cả các thành viên của Hero Team rất tuyệt vời luôn, và tất cả các bạn fan cũng như vậy, cháy hết mình luôn, và mình cũng đã cháy hết mình với tất cả mọi người. Và hy vọng là các bạn sẽ luôn ủng hộ cho Alien Game cũng như là Hero Team, và để cho chúng ta có những cơ hội, những cái fan meeting tiếp theo nữa nha mọi người. Rồi thì ngày hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu với đoạn clip chính của mình. Thì gần đây mình đã nhận được khá là nhiều những comment của các bạn, đó chính là về chế độ trốn tìm, chế độ zombie, ở chế độ bắn zombie, ở giống như CF hay là chế độ trốn tìm biến hình này kia đó. Thì các bạn comment mình rất là nhiều. Thì về chế độ này thì mình nói với các bạn luôn thì cũng rất là nhiều bạn biết rồi. Và đây cũng không phải là một chế độ mới lạ gì hết ở trong Mini World, rất nhiều bạn làm được nha. Nhưng mà bên cạnh đó thì cũng có rất nhiều những bạn nhỏ chúng ta chưa biết làm, cũng như là chưa biết chế độ này nó sẽ ứng dụng như thế nào trong những con map của mình. Thì tính ra thì mình cũng không định làm đâu. Nhưng mà ngày hôm nay ở trên trang chủ của Mini World có một sự kiện liên quan đến chế độ map trốn tìm. Ha ha, hiện trên màn hình nè. Đấy, đó chính là một cái event Hit and See Summer Camp. Thì cái event này sẽ bắt đầu từ ngày 27 tây tháng 7 cho đến ngày 9 tây tháng 8 nha mọi người ơi, với rất là nhiều những phần quà tặng hấp dẫn luôn. Khi mà các bạn đạt được top 1 đến top 3 đó, các bạn sẽ nhận được cho mình là skin Lin nè. Lin đúng không ta? Hình như là Lin các bạn tóc hồng á, hoặc là skin Bro giống như là mình đang có ở đây. Đó, hoặc là và kèm với đó là chúng ta còn nhận cho mình thêm một cái khung viền đó, Master Build đúng đẹp luôn, màu vàng đó, có hai cái búa nữa đó. Kèm với đó là một số đậu rất là nhiều ha. Còn đối với những bạn nào mà chúng ta đạt top 4 đến top 10 thì các bạn sẽ nhận được một bộ skin full DIY Superman. Rất là xịn sò luôn nha mọi người. Cho nên thì ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo ra những cái map trốn tìm để các bạn có thể tham gia cuộc thi này nha. Và cơ hội để nhận về những cái skin xịn sò giống như là mình đang có ở đây là skin Roll nha mọi người. Rồi, thì bây giờ không làm mất thời gian dài dòng của mọi người nữa. Mọi người nhớ cho mình xin một like, một subscribe, đừng quên bấm vào nút chuông đăng ký để không bỏ lỡ những clip trong tương lai nha. Và có một số thay đổi thì các bạn khi mà bấm vào nút chuông, các bạn nhớ là bấm vô một lần nữa để chọn chữ tất cả để không bỏ lỡ bất kỳ một cái thông báo nào về những video của Alien Game nha mọi người. Ok, còn bây giờ chúng ta sẽ đến với phần intro. Rồi, ok. Thì đầu tiên để mà tham gia cái event build map trốn tìm lần này thì các bạn đầu tiên sẽ cần cho mình cái gì? Tất nhiên là một con map rồi đúng không nào? Ok. Thì ở phần map các bạn muốn tạo một con map như thế nào cũng được. Phần tạo map là tùy thuộc vào cá nhân của mọi người ha. Các bạn muốn tạo map bự bao nhiêu, nhỏ bao nhiêu cũng được. Nhưng mà theo mình thì chỉ cần vừa vừa thôi. Vì chế độ trốn tìm nó không cần quá bự đâu mọi người. Nó quá bự nó sẽ làm loãng game trốn tìm và nó sẽ mất đi cái tính chất hay của nó. Đúng không? Các bạn hiểu không? Nếu như map quá bự đi kiếm thì nó cũng mệt đúng không? Và người đi kiếm cảm thấy bất lực á thì họ sẽ không thích cái game của các bạn đâu. Rồi, thì mình ở đây ngày hôm nay mình chỉ hướng dẫn cho các bạn cách làm thế nào để có một map trốn tìm và định hướng cho các bạn những cái chủ đề. Như các bạn thấy màn hình hồi nãy, đó cái hình mình xem lại nha. Đây. Đó, cái tên của event lần này là Hit and See Summer Camp, là chúng ta sẽ tạo một map trốn tìm chạy hè vui vẻ kiểu vậy. Đó, là kiểu như là mùa hè đến rồi, mọi người cùng tập hợp lại cùng chơi trốn tìm cho nó vui. Thì các bạn làm những cái chủ đề gì mình không cần biết, nhưng các bạn tốt nhất, đây là gợi ý của mình thôi nha, tốt nhất thì chúng ta nên làm về chủ đề giống như là bãi biển mùa hè đó, chúng tìm trên hòn đảo với những cái màu sắc vui tươi, biển cả tươi mát, lấp lánh lấp lè le lói gì đó, những cái màu sắc dễ thương cute fumiwe là sẽ được đánh giá cao đến từ ban bình luận. Và các bạn lưu ý nên sử dụng những cái mô hình thật là đẹp nhưng phải đảm bảo được cho nó tính ổn định cho người chơi, có nghĩa là nó sẽ không lắc á, vừa thôi. Làm mô hình thì đẹp thì là tốt, nhưng làm vừa thôi, đừng quá nhiều, đừng quá tham vọng, đừng quá đặt tất cả mọi thứ đều là mô hình, nó sẽ làm con map bạn rất là lắc và rất là khó chơi. Ok, và đó là cách làm map tùy thuộc vào mỗi người, mình sẽ không nói nhiều về vấn đề đó. Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách thế nào để có một con map chế độ trốn tìm mà thôi. Rồi, khi mà bây giờ mình cứ cho là chúng ta đã có một con map rồi đi ha, thì các bạn sẽ vào cái phần login ở đây, ngay con chuột bấm vô. Ở phần này thì bình thường chúng ta sẽ tạo những khối login nè, sinh vật, vật phẩm, công thức gì đó. Hôm nay không quan tâm. Tạm thời không quan tâm. Rồi,
chúng ta chỉ cần để ý phần ở dưới là chọn gói login, bấm vô. Ở đây thì mình đã add sẵn cái gói login là giả nhân đến rồi. Đó, thì ở đây chúng ta có rất nhiều những gói login có sẵn mà admin cũng như là game đã hỗ trợ cho mình để có những con mắt thú vị. Nhưng mà tạm thời ngày hôm nay chúng ta không để ý đến nó, mà chỉ cần để ý đến cái gói giả nhân đến rồi cho mình thôi. Thì ở gói giả nhân đến rồi này, nó sẽ giúp cho map mình như thế nào? Khi mà bỏ cái gói này vô con map của mình, thì khi tất cả người chơi vào game, chúng ta đều sẽ là những thành viên của team xanh. Các bạn lưu ý nha, tất cả mọi người đều là team xanh. Và khi bạn trưởng phòng á, chủ phòng á, bấm bắt đầu 3, 2, 1, vô, một người bất kỳ trong team xanh sẽ mẹt ngửa ra chết để chuyển thành team đỏ. Và cái người thành chết đầu tiên đó là người chết hoàn toàn ngẫu nhiên nha. Và người đó sẽ biến thành team đỏ và được boost sức mạnh như là tốc độ, máu, sức mạnh. Đó, người đó sẽ là người đi kiếm những người còn lại. Và nhiệm vụ của người team đỏ sẽ giết hết tất cả các bạn team xanh để mang về chiến thắng. Và những người bị giết cũng sẽ biến thành team đỏ để hỗ trợ với các bạn đầu tiên đi kiếm những người còn lại. Còn nhiệm vụ của team xanh là cố gắng đi trốn, trốn tìm mà trốn cho đến khi hết thời gian thì có thể chiến thắng. Đơn giản như vậy thôi. Ok, thì chắc các bạn cũng đã nắm rõ đúng không? Các bạn chơi được nhiều con map trốn tìm hoặc là nhiều con map thủ zombie ở trên liên thông hoặc là trên thư viện map của Mini World thì các bạn biết rồi. Không nói nhiều nữa, bây giờ mình sẽ bấm OK. Và lưu ý, tất cả những cái map 7 phút một chiếc gơ của mình đều nhắc là các bạn phải bất kỳ một cái login nào khi mà tạo mới chúng ta đều phải bấm vào game thì nó mới hoạt động được. Và chọn gói login này cũng như vậy nha, bấm vô game. Rồi, sau khi bấm vô game thì chúng ta vẫn chưa sử dụng được cái gói giả nhân đến rồi nha mọi người. Tại vì chúng ta còn phải cài đặt chế độ game của map nữa nha. Mỗi map nó đều phải cài đặt chế độ game riêng của nó, các bạn lưu ý. Thì ở đây mình chỉ tạo sơ như vậy để cho các bạn hình dung thôi nha. Còn hình dạng gốc của cái map các bạn như thế nào thì tùy thuộc vào các bạn. Ok, không nói tới. Thì ở đây các bạn đầu tiên mình sẽ vô phần này, hình cái cuốn tờ giấy có cây bút nè, là cài đặt chế độ của map nha. Rồi chúng ta sẽ đi từ mục đầu tiên. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đến với mục cài đặt thế giới. Thì ở mục này, đầu tiên cái phần thời gian này là cái thời gian trong game nha, không phải là thời gian đếm của chế độ, mà nó chỉ là cái thời gian thật trong game á. Ví dụ ở đây mình chỉnh 8 giờ, mình kéo xuống 1 giờ thì khi mà ra ngoài đó tối thui. Cái ghê không? Tốt nhất thì chế độ trốn tìm này á thì các bạn nên chỉnh cho mình là từ 7 đến 9 giờ là đẹp nhất. Và khóa thời gian cố định lại để nó không bị tối, nó sẽ luôn luôn là 8 giờ. Ví dụ đây mình chỉnh 8 giờ, nó sẽ luôn luôn là 8 giờ. Đó, sáng sủa, xinh xắn, đẹp đẽ vì chúng ta đang làm map trốn tìm chế độ chủ đề mùa hè nha mọi người. Lưu ý mình nhấn mạnh là chủ đề mùa hè cho nên nó phải sáng sủa. Đó, nhìn nó vui tươi, nhìn nó tươi sáng. Đó, mới thú vị đúng không nào? Sau khi mà chúng ta cài đặt xong cái thời gian này thì chúng ta sẽ đến với phần khối vuông. Ở phần khối vuông này thì ban đầu mặc định thì nó sẽ là như vậy. Thì các bạn sẽ lưu ý cho mình, chúng ta sẽ tắt cái cho phép đặt này đi. Bởi vì khi mà đặt trong map mình á, thì người chơi có thể lấy trong kho ra những cái vật phẩm, sự kiện mà họ đã nhận được như là những cái chuông, đó, những cái lẵng hoa Noel này nọ đặt xong rồi nhảy lên tuốt trên cao, không ai lên được, không ai bắt được. Lỗi ghẹp, tắt. Cho phép phá vỡ, ví dụ như mình là người đi kiếm, mình đập bể cái tường của mình thấy kia trong kia. Lỗi ghẹp, tắt. Đó, lưu ý nha. Còn về cái phép dùng này thì các bạn nên để y nguyên. Bởi vì sao? Vì chúng ta có thể là, ví dụ như người đi trốn có thể biến thành cái vật này vật kia, thì các bạn phải bật lên thì họ mới có thể dùng cái đó để biến hình được nha. Cũng như là những cái cửa, ví dụ các bạn xây một cái map có những cái cửa đi, thì các bạn phải cho phép dùng họ mới mở cửa ra để họ đi trốn được nha. Cho nên là như vậy. Mình có đến 11 con map tuyển chọn rồi, và sắp sửa có con map thứ 12, cho nên các bạn phải tin tưởng mình ở khoảng này. Cảm ơn các bạn. Yeah. Ok, đùa chút xíu thôi. Thì chúng ta sẽ tiếp tục nha. Thì ở dưới đây chúng ta sẽ đến với phần thời tiết. Thì ban đầu nó sẽ là nắng mưa. Các bạn nên chọn cho mình là trời nắng, đúng không? Các bạn nào cũng biết rồi, chơi game mà nó trời mưa chắc chắn sẽ lắc. Cho nên các bạn cứ chọn trời nắng, nó sẽ luôn luôn nắng, không bao giờ mưa. Rồi, quái vật này thì nó cũng sẽ mặc định là bật, mình cứ tắt đi thôi, không quan trọng. Cái này để hay không để cũng quan trọng. Ở dưới đây khu ô nhiễm là luôn luôn phải tắt nha. Trọng lực để mặc định giùm mình, trọng lực để mặc định giùm mình, không điều chỉnh cái trọng lực này nha. Mở khu ô nhiễm này thì chỉ dành cho những bạn nào mà làm map PUBG hay là map chiến đấu sinh tử gì hơn bạn bật, còn không thì tắt đi. Hư tổn xe này muốn bật, thích thì bật, không thích thì tắt đó. Không quan trọng tại vì mình không có xài xe trong cái map này. Tiếp theo sẽ đến với phần cài đặt chung. Cài đặt chung thì đầu tiên chúng ta sẽ giới hạn số người chơi. Các bạn lưu ý nha, trốn tìm thì mình nên chơi cao nhất là 10 người hoặc là 15 người, cao lắm là 20 người đối với những con map bự thiệt là bự thôi. Chứ các bạn nào không thể nào mà con map nhỏ xíu như cái map mình đang tạo ở đây mà bị chỉnh 40 người được. Mỗi người một ô hết trơn. Tốt nhất là chỉnh 10 người đổ lại là đẹp nhất. Rồi, ở phần
cần số người mở thì các bạn cứ để mặc định là một ha, chủ phòng mở luôn. Thì chủ phòng tạo phòng xong, cảm thấy khi đủ người chơi rồi bấm bắt đầu thôi ha. Cái này mặc định. Vào game giữa chừng, quan trọng là tắt đi. Luôn luôn tắt nha các bạn. Đối với chế độ nào mình không cần biết, nhưng đối với chế độ zombie, chế độ trốn tìm luôn luôn phải tắt vào giữa chừng. Vì gói login giả nhân đến rồi sẽ có một cái như sau. Ví dụ các bạn ban đầu là team xanh đúng không, là người đi đi trốn. Thì khi các bạn bị bạn đi kiếm được mình, đập mình bẹp, mình biến thành team đỏ là mình phải đi kiếm phụ bạn đó. Nhưng không, mình không phải là chủ phòng, mình chỉ ăn gian, mình thoát ra, mình vô lại và mình biến trở lại thành team xanh. Mình đi trốn tiếp. Như vậy thì nó sẽ lỗi game vì team đỏ sẽ không bao giờ thắng được, vì nó cứ thoát ra vô lại không thắng được. Và team kia cũng không thắng được luôn, vì không có ai, không bao giờ chết được hết. Nó chết xong nó vô lại đó. Cho nên các bạn lưu ý, luôn luôn tắt giùm mình, nhấn mạnh là luôn luôn tắt để lên là lỗi game. Mình mà chơi bất cứ cái game map nào mà trốn tìm hay zombie mà thấy vô nửa chừng là bẹp bẹp. Nói chung là nó sẽ lỗi game á, mọi người đừng có bật nha, tắt đi nha. Đếm thì muốn đếm bao nhiêu cũng được, 3 hay 1 gì đó tùy. Mục tiêu thì cái bậc thời gian này lúc đầu nó sẽ tắt, bạn phải bật lên nha. Vì map trốn tìm chúng ta phải cài mục tiêu chiến thắng cho đội xanh, đội đi trốn. Khi đội đi trốn trong cái gói giả nhân đến rồi mà muốn kiểu như chiến thắng á, thì phải trốn trong một thời gian nhất định. Ví dụ như là 5 phút thì phải sống sót trong 5 phút, thì tất cả khi mà hết 5 phút, tất cả những người còn sống của team xanh sẽ là những người chiến thắng. Các bạn hiểu không? Đó, các bạn chơi map nhiều các bạn biết mà đúng không? Cái này nói nhiều cũng vậy thôi. Thì tùy thuộc vào các bạn thôi, nếu map bự quá thì các bạn cho cao nhất là 10 phút thôi. Cao nhất là 10 phút thôi. Chứ map trúng tiền mà trúng 60 phút thôi nghỉ dẹp dẹp bà đi. Ok, 5 phút nha, mình ở đây mình để 5 phút, còn cái gì tùy các bạn. Đó, ở đây thì chúng ta cứ để mặc định đó, mấy cái này mặc định hết cho mình ha. Nhớ là bực phải đọc lại nha. Đó, mặc định hết. Cái đặt đội cũng đơn giản là hai đội, chỉ có đội xanh, đội đỏ, đội trốn và đội đi kiếm thôi. Đó, rồi cái này thì thời gian đội tấn công mặc định. Cài đặt hiển thị ở đây nó cũng có một số thứ quan trọng. Đầu tiên là về góc nhìn thì cái này là tùy lòng hảo tâm. Có những cái bạn mà khó tính, làm áp khó tính giống như mình á, thì mình sẽ tắt cái góc nhìn này đi. Biết sao không? Ví dụ như mình là người đi trốn đúng không? Mình đang trốn trên cái thềm cửa ở phía trên nóc, gần nóc nhà. Thằng đi kiếm nó đứng ở dưới, nó thấy mình rồi, thấy mình nó me nó lòi cái đuôi rồi. Nó quýnh không tới, nhưng nó bật góc nhìn thứ ba lên, nó đập chết quèo. Cho nên là đối với mình là mình sẽ tắt cái này đi. Còn các bạn tùy, bật cái này lên, còn các bạn thì tùy ha. Thích thì bật, không thích thì bật, ok. Hiển thị map, cái này quan trọng này nha. Thì đầu tiên nó sẽ, một mặc định của nó sẽ là như vậy nè mọi người. Đó, thì khác đội có thể thấy thì có nghĩa là nó sẽ lỗi map nha. Ví dụ như là hiển thị trên bản đồ nó sẽ có những cái chấm xanh. Mà mình đang là người đi kiếm mà mình thấy được cái thằng đi trốn chấm xanh trên bản đồ luôn là lỗi game. Cho nên là các bạn chỉnh là khác đội không thể thấy nha. Là người đi kiếm không thể thấy người đi trốn và người đi trốn không thể thấy người đi kiếm. Vậy nó mới công bằng đúng không? Và game nó mới là hoàn hảo cho một cái map trúng tìm. Ở dưới đây thì cũng vậy, hiển thị tên cũng chỉ cần các bạn chỉnh là chỉ có phe ta thấy thôi. Là team đi kiếm sẽ thấy tên của những người đi kiếm. Team đi trốn sẽ thấy tên của những người đi trốn mà không thấy được đối phương ha. Tại vì á, có những cái góc khuất đó, ví dụ như mình trốn ở trên nóc nhà giống như nãy đi, nhưng mà lần này mình không lọt cái chân ra, nhưng mình để tất cả mọi người đều thấy thì nó sẽ thấy cái tên của mình và nó biết mình nằm ở đó, cho nên chúng ta hãy tắt đi, được chưa? Là như vậy, đơn giản. Ở dưới đây cứ để mặc định. Cài đặt khác thì các bạn cứ để nhạc là tùy các bạn ha. Ở dưới thì mặc định, nhưng cái phần này là quan trọng. Trừng phạt bên thua này có nghĩa là như thế nào? Đó chính là khi mà các bạn ban đầu vô á, thì chúng ta sẽ có một cái gương bổ sung ban đầu này. Nó sẽ bổ sung cho tất cả người chơi khi vào game. Đó, ví dụ như mình bỏ vô đây là cái đồ để biến hình thành cái ghế, cái đồ để biến hình cái bàn, bánh mì để ăn, tăng độ đói hay là cái gì để tăng tốc độ chạy nhanh gì đó. Thì sẽ bỏ vô cái gương này, tất cả người chơi đều sẽ nhận được, kể cả các bạn đi kiếm. Đó, nên chúng ta phải chỉnh là xóa túi. Là khi bất kỳ người chơi nào chết thì sẽ xóa túi đi ha. Thì người chơi đó sẽ thành người đi kiếm, cho nên là sẽ không có những cái skill giống như là người đi trốn, đúng không? Còn các bạn nào mà muốn cho người đi kiếm thêm sức mạnh, ví dụ map mình bự quá đi, mình cho người đi kiếm thêm tốc độ, thì các bạn có thể bỏ bên đây là gương bổ sung sau khi chết, là sau khi hồi sinh á. Đó, đã có nghĩa bạn đang đi trốn, đúng, bị thằng đi kiếm quýnh bẹp chết queo, cái mình chết là mình sẽ xóa hết những cái vật phẩm của người đi trốn và mình sẽ chuyển sang team đỏ thành người đi kiếm và mình sẽ được một cái vật phẩm cho người đi kiếm. Đó, các bạn cứ nghe từ từ đó, làm theo từng bước hướng dẫn thôi. Cái này mình chỉ nói thêm cho các bạn hiểu rõ hơn thôi. Rồi, tốt nhất các bạn chọn xóa túi đó. Nói chung 11 map tuyển chọn thì chắc chắn sẽ không sai, các bạn hãy xóa túi, cảm ơn. Rồi, thì như vậy là chúng ta đã hoàn tất rồi đó, đơn giản như vậy thôi các bạn. Chỉnh đúng thông số như vậy thì các bạn đã có một con map trốn tìm cơ bản thôi nha.
chưa có hướng dẫn các bạn những cái vật phẩm. Rồi thì bây giờ test thử, khi mà mình bắt đầu trò chơi, hát ra vô lại chơi đơn à, vô game nè, mình sẽ là team xanh rõ ràng, tại vì gói giải nhân đến rồi thì mình sẽ là team xanh, là người đi trốn đó. Nếu như trong phòng có hơn hai người thì một người bất kỳ ngẫu nhiên, có thể là mình hoặc là người bạn kia, sẽ bị chết và biến thành team đỏ để trở thành người đi kiếm. Thì hiện tại là mình người đi trốn nè, tại vì mình chỉ có một mình thôi, mình không có test được cho các bạn xem rõ hơn, nhưng mà mình cũng có thể một cách. Bây giờ nếu như mình tự sát xuống dưới là mình sẽ biến thành một team đỏ, biến thành giả nhân để đi kiếm thử nha. Ý đó, các bạn thấy không, sau khi chết mình sẽ chuyển sang team đỏ ngay luôn đấy, mình sẽ biến thành người đi kiếm đó. Lúc này nhiệm vụ của mình sẽ đi tiêu diệt đó, mình sẽ có một nhận được một cái hiệu ứng ở đây, được tăng sức mạnh và tăng tốc độ chạy đó, hiểu chưa các bạn, hiểu chưa? Là giống y như là những cái map mà các bạn hay chơi ở trên liên thông á. Đấy, đây là người đi kiếm đây. Đó, được chưa? Đơn giản như vậy thôi. Và mục tiêu chiến thắng, tại vì mình đang có một mình trong map thôi, cho nên là nó không có mục tiêu chiến thắng cụ thể, cho nên là nó cứ như vậy thôi. Và nhớ lưu ý là người đi kiếm khi chết đi sẽ được hồi sinh trở lại. Đó. Và người đi trốn phải làm sao sống sót trong vòng 5 phút, giống như là mình cài đặt ở phía trên là chiến thắng. Được chưa? Đơn giản như vậy thôi. Rồi, đó là những cái cơ bản để các bạn có thể làm một con map trốn tìm. Đó, rất đơn giản đúng không nào? Đó là cái sườn chính. Và bây giờ làm như thế nào để các bạn có thể biến thành đồ vật ở trong map trốn tìm của mình, để biến thành những cái đồ vật để chạy trốn. Đó, chạy trốn cho nó hay ho hơn, thì mình sẽ đến với con map nhà hàng Spler của mình để mình giới thiệu kỹ hơn cho các bạn nha. Ok, thì bây giờ mình đang có mặt ở trong cái map trốn tìm nhà hàng Spler hồi 800.000 năm trước của mình. Hả? Thì ở đây các bạn thấy chúng ta sẽ có một cái nhà hàng. Đó, các bạn có thể build một cái map theo chủ đề mà các bạn yêu thích ha. Thì mình cũng đang có chế độ trốn tìm ở trong map này rồi, cho nên là mình bắt đầu game mình sẽ là team xanh. Thì ở đây mình có hỗ trợ cho những bạn đi trốn là một cái kẹo này. Khi mà ăn kẹo vô, đó các bạn sẽ được tăng tốc độ chạy trong vòng 15 giây. Đó, ở trong nhà hàng thì chúng ta có khá là nhiều những món đồ ăn. Tại sao lại nhiều như vậy? Tại vì ở đây chúng ta cũng sẽ có 4 cái đồng xu. Đó, mỗi cái đồng xu sẽ biến thành một cái món đồ ăn. Giống như những bạn này đó, để chúng ta có thể lẩn trốn. Ví dụ như ở đây mình thời trốn thành nè, đó mình sẽ biến thành một cái dĩa cơm gà trốn. Và các bạn nhớ là trong chế độ trốn tìm là các bạn nên tắt nhân vật đi nhé, kiểu như tắt skin đi đó, chứ không thôi lỡ bạn sẽ hiện hiệu ứng như này nè, đó là người ta biết liền, thấy chưa? Ok, thì ngay bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách làm sao để add những cái login biến thành những cái đồ ăn như thế này đó cho con map trốn tìm của các bạn, để cho nó xịn sò hơn và có khả năng đạt được những cái thứ hạng cao ở trong cái event Hit and See Summer Camp lần này, được chưa? Yo. Rồi, đầu tiên thì các bạn lưu ý cho mình là chúng ta cần phải có những cái mô hình đó. Và để di chuyển được thì các bạn lưu ý bấm vào phần sinh vật. Ở đây chúng ta sẽ có đó, chúng ta sẽ có mô hình đó, một cái tô mì udon, một cái tô, một cái dĩa tôm gà, cà ri đông, một cái con gà quay, một cái bát mì lạnh đó. Thì cái này để làm như thế nào là được? Thì các bạn chỉ cần tạo một con một cái mô hình. Ví dụ như các bạn tạo map bãi biển đi, thì các bạn có thể tạo mô hình con cua, sau đó tạo con cua nó thành một sinh vật đó. Các bạn bấm thêm nè, đó. Nhưng mà các bạn bấm thêm vô thì các bạn sẽ bấm cho mình chữ tạo, và sau đó bấm sửa sửa và chọn những sinh vật gốc mà chúng ta có thể nhận hiệu ứng. Giống như là ví dụ như là ở đây chúng ta sẽ có là gà nè, bò, heo, cừu. Đó, các bạn chỉ biến được 4 cái động vật này, trước mắt là 4 động vật này trước đi đã nha. Các bạn lưu ý là hiện tại chúng ta chỉ hỗ trợ có thể biến thành 4 loại động vật này thôi. Bởi vì sao? Vì chúng ta đang sử dụng login chứ không sử dụng trigger. Mình đang hướng dẫn cho những bạn không gành về trigger, không gành grip, các bạn có thể làm những con map trốn tìm như ý các bạn mong muốn được. Thì đây, ví dụ như mình cài bé gà của mình thành đấy, bé gà của mình sẽ, các bạn chỉ cần bấm vô phần này, chọn cái mô hình mà mình tạo đó, thì bé gà của mình sẽ biến thành tô mì udon, được chưa? Và để làm sao để biến thành tô mì udon thì chúng ta sẽ qua phần vật phẩm. Ví dụ ở đây mình sẽ chọn cái này, từ từ để mình xem nha, cái nào là thuộc tính biến thành gà để mình sẽ hướng dẫn cho bạn kỹ hơn. Cái nào là biến thành gà, có nào cái này biến thành bò, không phải cái này nó coi chưa. Đây, ví dụ như mình sẽ tạo một cái vật phẩm tiếp theo là thẻ món ăn số 1 đó, thì cũng là một cái mô hình tùy theo các bạn build thuộc tính gì đó, các bạn cứ để bình thường hết cho mình đó. Đừng có tương tác gì trong nó hết để mặc định. Về phần thuộc tính này thì các bạn sẽ chọn là nhận hiệu ứng đó, tăng sức mạnh. Thì ở trong phần tăng sức mạnh này, hiện tại về cái phần hiệu ứng trung lập này, nó chỉ có thể biến cho mình 4 con là gà, heo, cừu và bò thôi.
Cho nên các bạn chỉ sử dụng được 4 hình thái ở trong map tính tiền của mình nếu như chỉ sử dụng login như thế này nha. Còn bạn nào gành về trigger thì các bạn có thể cài hơn thế nữa, tùy theo các bạn. Rồi, sau khi chúng ta đã tạo được một cái vật phẩm biến thành gà như thế này, lưu lại và tạo được một sinh vật gà gốc nha. Phải là tạo một con vật gà gốc mà trong cái phần sữa hồi nãy mình hướng dẫn lúc đầu á đó, và chuyển nó thành một cái tô mì. Thì khi mà chúng ta sử dụng cái thẻ món ăn số 1 thì chúng ta sẽ biến thành gà, và con gà của mình trong cái map hiện tại là chúng ta đang cài thành tô mì udon. Rồi thì bây giờ mình sẽ thử cho các bạn xem nhé. Khi chuyển sang chế độ game nè, mình sẽ được bổ sung ban đầu nè, thẻ số 1 nè là màu nâu, khi sử dụng biến thành gà và gà là tô mì udon. Đó, rất đơn giản đúng không nào? Các bạn cứ làm từng bước thôi nha. Đây mình hướng dẫn lại một lần nữa cho các bạn thật là chậm, các bạn lưu ý. Về phần login biến thành động vật, các bạn đầu tiên sẽ tạo cho mình một sinh vật là sinh vật gốc, một trong bốn loại là gà, heo, bò và dê. Dê là cừu á, đó. Và chọn những cái sinh vật gốc đó biến thành mô hình mà các bạn mong muốn. Ví dụ như ở đây là mình biến thành tô mì udon, cơm cà ri đon, một con gà quay và một tô mì lạnh. Tiếp theo, khi mà đã có sinh vật gốc được chỉnh sửa theo mô hình mong muốn, chúng ta sẽ vào phần vật phẩm để tạo một cái login nhận hiệu ứng. Đó, ví dụ ở đây chúng ta sẽ có thẻ món ăn số 1, số 2, số 3, số 4. Và khi mà chúng ta chọn thuộc tính cho cái vật phẩm này thì chúng ta sẽ chọn thuộc tính tăng sức mạnh cơ hội cho mục tiêu 100% tình trạng biến thành gà, biến thành heo, biến thành dê, biến thành bò trong vòng bao nhiêu giây đó tùy các bạn. Và khi biến thành những cái sinh vật gốc đó thì chúng ta sẽ ứng với những cái sinh vật gốc login bên đây mà chúng ta đã tạo mong muốn, và đã được một cái chế độ trốn tìm biến hình thành đồ vật. Đơn giản như vậy thôi nha mọi người. Rồi, thì đối với các bạn nào chúng ta không biết về trigger, không biết về grip thì các bạn cứ làm như vậy. Rất đơn giản, thì các bạn có thể thực hiện cho mình một map trốn tìm biến hình thành đồ vật để tham gia vào sự kiện Hit and See Summer Camp. Còn đối với những bạn mà đã gành về trigger, đã gành về grip thì chắc chắn các bạn sẽ không được xem clip này đâu. Và hy vọng là những cái bạn nhỏ nào mà lần đầu đến với cái chế độ mà trốn tìm này thì các bạn cũng có thể làm theo từng bước của mình và có thể tham gia và nhận được những skin siêu hot trong sự kiện lần này nha. Một lần nữa cảm ơn các bạn, và nếu như các bạn thấy hay, các bạn hãy cho mình xin một like, một subscribe, đừng quên bấm nút chuông đăng ký để không bỏ lỡ những clip trong tương lai nha. Hãy cố gắng lên, build những cái map thật là xịn sò và nhận về những cái skin thật là hấp dẫn nha. Cảm ơn các bạn và hẹn các bạn ở những video lần sau. Bye bye, see you again. Tạm biệt. Woohoo.